nay là buổi sáng. Thời tiết giờ nắng quá, mới 7:20 và nắng như buổi trưa đó. Hôm nay sáng ngày 30 tháng 5 rồi. Ngoài này rất là nắng, bữa nay là nắng nóng tháng hè rồi, bắt đầu là thời tiết nắng gay gắt. Hôm nay trên đường đi làm rảnh rỗi mình quay đây. Đây là thôn Nhân Thọ ở Quảng Bình. Hồi xưa là miền Trung, là người ở trong miền Nam thì họ nói là nơi là chó ăn đá, gà ăn sỏi đây. Nên là bữa nay thì nó thay đổi hết rồi. Nhìn vô là biết đó. Các bạn nhìn mà xem nè. Một cái làng nhỏ nhỏ ở miền Trung đó. Đây mình chạy ra thì sắp đến quốc lộ rồi. Đây là quốc lộ 1A. Ở đây là khu vực thị xã Ba Đồn đấy. Ít nhất là một gia đình phải có một người đi xuất khẩu lao động thì nên là từ đó thì sẽ giúp cho nhiều gia đình thoát nghèo. Thì ở Ba Đồn này thì những cái thôn lân cận ở đây là họ đi là đầu tiên đi nước ngoài, thì xuất khẩu lao động là họ bắt kịp rất là lạ. Nên là Hàn Quốc cũng có nè, Úc cũng có nè, Canada cũng có nè, New Zealand nè, rồi Đài Loan, Nhật Bản, nói chung là tất cả các nước trên thế giới này hầu như là đều là có mặt ở Việt Nam, ngoại trừ là những cái nước mà quá khổ thôi. Chứ còn chỗ nào, nước nào làm ăn có tiền là người Việt Nam là đến. Mà lại là mình lại là người của mình lại thông minh đi làm, nhưng mà lại là giỏi hơn nhiều người dân ở nước bạn ấy. Nên là cái sự phát triển càng ngày đất nước lại càng phát triển, nhà nhà bắt đầu nó ấm no hơn. Nhưng ngày xưa thì cơm không có ăn đó. Đấy, hồi xưa mình vậy thôi, cơm có ăn đâu, khổ lắm. Nghèo nữa. Con thì lùm đùm. Còn bây giờ thì cái kinh tế rồi mọi sự này nó phát triển thì nó cùng đồng đều nó phát triển lên. Đây là thị xã Ba Đồn này. Hồi xưa là mình về đây là đây là thị trấn Ba Đồn thuộc huyện Quảng Trạch. Thì bây giờ là cách đây khoảng chục năm rồi.
là ba đồn trở mình lên thị xã. Buổi sáng miền Trung nắng nóng lắm, mùa hè là khi mà mùa hè là nắng là rất là gay gắt. Hiện giờ chắc phải là hơn 30 độ đấy. Chính đồ là ở trên, tập trung về lên thị xã ở ở trên này, gần chỗ này đây. Ở nhà mình thì từ nhà mình chạy lên đây thì được khoảng 5 phút mà. Chạy lên thị xã Ba Đồn khoảng 5 phút. Thì văn phòng của mình cũng còn một đoạn nữa. Đây là ngã ba bệnh viện. Cái đường phía bên tay trái bên đây là vào chợ Ba Đồn, còn nếu mà đi quẹo phải thì vào bệnh viện, còn đi thẳng là đi lên quốc lộ 12. Cái quốc lộ 12 này là sẽ đi lên trên đường mòn Hồ Chí Minh á, đi lên Tuyên Hóa rồi từ đó chạy thẳng lên tới đường mòn Hồ Chí Minh. Ở bên bây giờ mình đi thẳng, còn hồi nãy là rẽ trái thì mình sẽ vô chợ Ba Đồn. Mình đi thẳng thì mình đi làm. Hồi xưa mình về đây á, có rất nhiều bạn bè anh em đồ họ nói á, là mình khùng, nói là ở trong ở miền Trung á, đi ngược trở vào, đi ngược vào Nam để sinh sống, để làm ăn sinh sống, còn mình á, ở miền Tây á, mình đi ngược trở ra mình đi ngược trở ra Bắc. Mà thực sự ra ngày xưa nếu mà tính theo cái thời xưa thì họ nói đúng. Bởi vì là ở ngoài Bắc, miền Trung đồ là họ đi vô trong miền Tây, vô trong miền Nam để họ sinh sống, họ lập nghiệp. Và cũng có là những cái người họ vào đó họ lập nghiệp thì họ giàu, họ khá giả lên. Còn mình thì đi ngược trở ra. Cũng khi mà mình đi ngược trở ra đây thì mình đi ra đây là năm 2004. 2004 thì cho đến 2017, mười mấy năm khổ lắm, biến chuyển ở trong cuộc sống, cuộc đời của mình rất là vất vả, cực khổ. Nhưng rồi mình vẫn kiên trì, không đi ngược trở vào nữa, không đi vào trở lại trong quê nữa, mà mình cứ sống ở đây. Và bây giờ thì cũng thành lão làng rồi, về đây hơn 20 năm. Thăng trầm của cuộc sống rất là nhiều á. Bạn bè của mình ở trong Nam thì bây giờ thì thực ra nói là nếu mà tính cái lứa tuổi của mình thì gọi là mình là người may mắn nhất. Bạn bè ở cùng lứa tuổi của mình, cái thời học sinh với lại cái thời ở trong quê, thời nhỏ ở trong xóm rồi, thì có thể nói là mình hiện tại là một người may mắn nhất. Là cho dù là có nhiều cái biến chuyển ở trong cuộc sống, nhưng các bạn có biết phải cái gì nó kiên trì là mọi sự tốt đẹp thôi. Cho dù gặp khó khăn vất vả cũng không nản lòng,
mình thì có được cái là hay cố gắng, chịu khó, bền chí, nên là khó khăn vấp ngã, vấp ngã thì mình lại đứng lên, không có bị suy sụp tinh thần. Cái cách sống của mình là thế, nên là cứ vui vẻ rồi đối diện với thực tại, sai đâu thì sửa đó, chứ không có mà té ngã rồi buông xuôi rồi này nọ rồi thôi là bỏ mặc cho số phận. Không, mình có chịu khó thì trong cuộc đời á, cuộc sống á, mình mới được thành quả. Thì nhiều lúc ra cũng đó là ơn trên nữa, chứ không mình nếu mà mình không chịu khó thì đâu có ơn nào mà xuống cho mình đâu, đúng không? Không có cái gì mà tự nằm mà ăn hết á, phải làm mới có. Đó là cái luật muôn thở rồi. Wow. Bây giờ nè, mình đến chỗ làm rồi. Xe thì đậu ngổn ngang. Rồi. Xin chào các bạn nhé.